Ronaldo lần đầu tịt ngòi ở vòng bảng giải lớn kết thúc vòng bảng Euro 2024 hôm qua. Cristiano Ronaldo đứt chuỗi 10 kỳ liên tiếp góp bàn ở vòng bảng Euro và World Cup. Trước Euro 2024, Ronaldo đã ghi ít nhất một bàn ở vòng bảng cả 10 giải lớn đã tham dự kể từ năm 2004. Tổng cộng, anh ghi 19 bàn trong 28 trận vòng bảng. Nhưng siêu sao 39 tuổi tịt ngòi ở cả 3 trận gặp Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia vừa qua, còn Bồ Đào Nha đã kết thúc vòng bảng. Ronaldo vẫn còn cơ hội nâng chuỗi ghi bàn ở một giải lớn, khi Bồ Đào Nha gặp Slovenia ở vòng 1/8 ngày 1 tháng 7 tới. Tuy nhiên, thành tích ghi bàn của anh ở vòng knockout tại một giải lớn không quá ấn tượng, với chỉ 3 bàn trong 19 trận đã chơi. 3 bàn này đều tới từ Euro, bởi thủ quân Bồ Đào Nha chưa ghi bàn nào trong 8 trận vòng knockout World Cup. Ronaldo chưa ghi bàn ở Euro 2024, dù dứt điểm nhiều nhất với 12 cơ hội. Theo thông số bàn thắng kỳ vọng, 12 pha dứt điểm của anh có xác suất thành bàn tổng cộng 154%, có nghĩa một tiền đạo bình thường sẽ ghi được ít nhất một bàn từ những tình huống này. Ngoài CR7, Romelu Lukaku, Alexander Mitrovic hay Antoine Griezmann cũng nằm trong nhóm chưa ghi bàn và phung phí cơ hội nhiều nhất. Trong trận thua Georgia 0-2 tối 26 tháng 6, Ronaldo chỉ để lại dấu ấn với cú sút phạt có tốc độ bóng bay 130 km/h, từ cự ly 30m. Tuy nhiên, cú đá bay thẳng về vị trí thủ môn Georgi Mamardashvili, giúp anh dễ đấm bóng ra hơn. Tình huống này cũng là lần sút phạt trực tiếp thứ 30 của Ronaldo ở các kỳ Euro, nhưng chưa thành bàn nào. Phải chia tay một cột mốc, nhưng Ronaldo lại lập thêm kỷ lục thành cầu thủ châu Âu đầu tiên chơi 50 trận ở Euro và World Cup. Trong đó, anh chơi 22 trận tại World Cup, ghi 8 bàn, kiến tạo 2 lần. Thành tích của CR7 tại Euro tốt hơn, với 28 trận, 14 bàn và 7 đường kiến tạo.